tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người cách mình có thể là thao tác và sử dụng chiếc máy của hãng Jabra có model đó là ZD421T này. Thì nó sẽ bao gồm một đó là lắp giấy, hai là lắp mực, ba là mình có thể là calibrate giấy khi mà máy nó không hiểu giấy. Thì mọi người hãy cùng theo dõi em cách làm này nhé. Thì đầu tiên em sẽ hướng dẫn mọi người lắp giấy nhé. Đây chiếc máy. Đầu tiên khi mà mình cần lắp giấy thì mình mở cái nắp máy lên. Để mở nắp đáy thì hai bên nó sẽ có hai cái tai đây này, mình kéo tới phía trước thì nó sẽ bung cái máy lên. Đó, để giữ cái máy lên. Đó, mọi người thấy kéo nhẹ nhàng, mở rất cũng khá đơn giản. Thì đây là cái cuộn giấy của nó. Nó sẽ có loại giấy này. Đây là khu vực để giấy này. Đây là khu vực để giấy thì cuộn giấy nó mình có thể để là 50 mét nha mọi người. Đây mình kéo ra thì nó sẽ tự động giãn ra này. Đây sau đó mình lột vô. Đây mọi người thấy có hai khớp ha. Mình để cái ống giấy vào. Đấy thì nó sẽ tự động giữ lại. Người thấy không? Rồi tiếp theo thì mình sẽ luồn giấy xuống hai cái đèn này và kéo tới phía trước cho nó ra phía trước một tí nhá. Như vậy là quá trình lắp giấy xong, khá là đơn giản. Rồi tiếp theo lắp mực thì tùy thì đây là cái quần mực của nó, tùy thuộc vào cái mực nó là mực inside, mực outside thì để mình lắp. Mực của em là mực outside nghĩa là cái mặt mực ở phía bên ngoài thì để mình lắp cho đúng chiều, nên mọi người cần phải kiểm tra mực mình mặt mực để lắp đúng chiều, để tránh việc in ra mà không có chữ hoặc là tem trắng thì mình nên kiểm tra lại mực. Và có một cách nữa để mình có thể kiểm tra mực, đó là mình có thể lột một cái con tem DK mình dán lên cái mặt mực. Ví dụ như là em dán mặt trong này, mặt mực quay ở ngoài, dán mặt trong này này. Đấy, mọi người thấy nó không có mực đúng không? Còn nếu em dán mặt ngoài này, đây có mực, có nghĩa là cái mặt bên ngoài của em là mặt có mực. Thì mình sẽ lắp ở đây, nó sẽ có hai cái trục này. Ở phía dưới này thì để cho mình có thể là lắp cái trục mực, còn phía trên là mình sẽ lắp cái cuộn thu để nó thu sau khi in. Đây thì cái mặt mực của em nằm phía bên ngoài nhá, thì cái hướng của nó sẽ nằm theo chiều thế này. Đây nó có một cái khớp, cái trục đi theo máy này. Cái này mọi người in xong mọi người phải giữ lại nhé, không ngập mất cái này. Thì đây nó có hai cái khớp thì mình sẽ lắp theo chiều này. Đây mọi người bỏ cái này vào để sát vào nhá. Rồi tiếp theo thì mình sẽ để vào phía bên phải trước ha. Bên phải này, bên này trước nha. Rồi mình đẩy qua này, mình xoay cho nó vào cái khớp. Nên mọi người có thể thấy cái khớp ở đây đúng không? Đó, mình xoay cho nó vào cái khớp. Như vậy là mình lắp xong cái ống mực phía dưới. Tiếp theo thì mình sẽ lắp ống thu. Ống thu theo từ thì nó sẽ có một cái ống đi kèm thế này. Ống đi kèm thế này thì nó không có gì cả, thì mình lắp cái bọc 4 mực lại. Thì cái chiều lắp nó cũng tương tự như ở phía bên dưới. Mình đẩy vào phía bên này, tại bên này có cái lò xo này, đẩy qua này. Rồi mình xoay vào cái khớp đó, mọi người thấy cái vào khớp không? Cái tật cái là vào. Thì nếu mà cái cuộn mực mới thì ở đây có lớp băng keo, mọi người chỉ cần dán thế này là có thể là cuốn lại một vài vòng là ok ha. Tại vì đây em lấy cuộn mực test mực để mô thôi nên nó không có lớp băng keo. Đây thì mình có thể sử dụng một ít băng keo hoặc là lột một con tem để can mình dán lại để cố định ha. Đó, mọi người cuốn một vài vòng lên thì như vậy thì quá trình lắp mực đã hoàn thành. Sau đó thì mình đóng cái độ in máy xuống thôi. Đây mình đóng máy xuống. Đây, mọi người có thể xem ha. Trên máy đang hiển thị, có hiển thị nút power này. Mình nhấn nút power này để máy nó sẽ tự động chạy giấy ra thì nó hiểu giấy. Như vậy thì mình đã lắp xong giấy và mực. Tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn mọi người thêm một phần, đó trong quá trình in hoặc là trong quá trình mình thay cái khổ giấy này hoặc khổ giấy khác vào mà máy nó không hiểu giấy, nó bị lỗi thì nó ra không đúng cái khớp giấy và nó in bị lệch content, thì em sẽ hướng dẫn cách để mọi người có thể là calibrate cái giấy này lại. Thì đầu tiên trước khi can lít thì mọi người kiểm tra giúp em cái vị trí cảm biến xem nó có bị lật khỏi cái khung giấy không. Đây cùng em mở máy lên lại ha. Đây em sẽ nhận mọi người chỉ vị trí của con cảm biến nhé. Thì mọi người chú ý nhé, đây là con cảm biến này. Con cảm biến này nó có thể di chuyển được từ trái sang phải, nên trong quá trình in lờ mình có thể di chuyển đi đâu đó mà nó lật khỏi cái vị trí trung tâm thì nó sẽ không hiểu giấy. Đây thì mọi người nếu mà sử dụng giấy gáp á, là giấy nó có cái khoảng cách gáp ở đây này, cái vị trí cảm biến nó phải nằm ngay cái vị trí giữa này. Đây mọi người kéo về giữa giúp em ha. Còn những cái vị trí kéo xung quanh này để mình sử dụng giấy điểm đen hoặc là giấy lộ, không phải là cái giấy này ha. Giấy này thì mọi người phải kéo về giữa giúp em nha. Đó, đầu tiên thì mọi người xác định là kéo giữa về giữa giúp em này. Tiếp theo đóng đồ in xuống này. Rồi cái thao tác ở trên máy á, khi mà mọi người mở máy lên đó thì máy nó sẽ báo đèn sáng ở đây. Thì mình sẽ cùng em nhấn nút power và nhấn nút cancel, đồng thời hai nút này nha. Đây mọi người nhấn giữ, mở máy lên ha, mở máy lên ok hết ha. Cho mình nhấn giữ hai nút này, cùng nhấn giữ hai nút này. Thì đợi dưới này, đó giấy nó vừa chạy ra cái thì mình thả tay ra.
thì điện nó sẽ tự động đọc lại cái khổ giấy này và nó hiểu giấy, thì nó chạy ra khoảng tốn cả tầm 4 tờ gì đó, à 3 4 tờ. Đó, sau đó thì mọi người nhấn nút phím này. Mọi người thấy nó ra đúng cái gáp giấy để xé này, đó. Một lần bấm nó ra đúng một tờ, đó để cho mình xé nó từ nơi dễ dàng. Đó. Thì coi như như vậy là cái việc lắp giấy, lắp mực cũng như là calip máy hoàn thành. Thì vừa rồi em đã hướng dẫn cho mọi người cách để mình có thể sử dụng chiếc máy để bàn và xếp ra có model đó là ZD421 này. Thì bao gồm nó là lắp giấy, lắp mực cũng như là calip giấy khi mà máy nó không hiểu giấy và hoặc là bị lỗi không nhận dạng được hồ giấy. Thì nếu như là mọi người có bất kỳ thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ thêm về quy trình hoặc là về cái quá trình sử dụng thao tác đối với chiếc máy này, thì mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Vật qua số hotline 1900 3438 và nhấn phím 2 để gặp phòng kỹ thuật. Thì nếu thấy video này hữu ích thì mọi người có thể cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.